Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Hoàng Duẩn. Lời đầu tiên xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Hoàng Duẩn tiếp tục cập nhật một số thông tin mới nhất về vụ ba Nguyễn Phương Hằng. Cái việc ba Nguyễn Phương Hằng bị bắt thật sự rất là đáng tiếc cho một cái người rất là giàu có và có một cái cuộc sống xa hoa cũng như cái đầy đủ tiền nghi trong cuộc sống. Đồng thời thì mới đây nhất, Trung tả Đao Trung Hiểu cũng có lên tiếng và nói về việc của bà Nguyễn Phương Hằng. Sau đây là một cái bài phát biểu của Trung tá Đào Trung Hiểu. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Trung tá Đào Trung Hiểu lên tiếng rằng cần có bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Chuyên gia tội phạm học Trung tá Đào Trung Hiểu, Bộ Công an nhận định mỗi cá nhân sử dụng mạng xã hội cần xác định rõ trách nhiệm của mình trước mọi phát ngôn, đồng thời siết chặt kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng là rất cần thiết. Từ câu chuyện ba Hằng bóc phột, Ba Nguyễn Phương Hằng đã trở thành một hiện tượng nổi bật trên truyền thông mạng xã hội trong nước thời gian gần đây. Việc Ba Hằng công khai hỏa một số thông tin bất lời nhằm vào vai cá nhân và có nhiều thông tin đã được xác thực là đúng, chẳng hạn như việc nghề chỉ gắm tiền từ thiện, nghề chỉ vi tiền mà quảng cáo sai sự thật cho các sản phẩm thực phẩm chức năng kêu gọi đầu tư vào các sàn giao dịch ảo hay việc tố cáo một người được biết đến như một vị thần y đã làm những việc giả dối, lừa gạt, đã gây được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sở gì có sự chú ý này là vì đó là những thông tin độc lạ và sốc, góc khuất của những người nổi tiếng. Quan sát sự việc dưới góc đồ một người nghiên cứu về tội phạm, tôi cho rằng những điều bà Hằng phạt ngôn đã tạo nên dư luận xã hội. Có thể xem đây là một kênh thông tin để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh. Nếu các nhân vật được bà Hằng đề cập có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải làm rõ và xử lý nghiêm. Tôi cho rằng, việc phạt ngôn trên không gian mạng là quyền của bà Hằng. Nếu những phạt ngôn ấy không vi phạm các quy định của pháp luật hay thuần phóng mỹ tục của dân tộc, Đồng thời không bịa đặt những điều mà biết rõ là không có thật nhằm xâm hại uy tín tránh gì của người khác vì những đồng cơ mục đích khác nhau. Theo dõi việc ba hàng bóc phột, công khai những hành vi được cho là sai trái, góc khuất của những cá nhân tổ chức, tôi thấy bên cạnh những điều đã được xác minh đụng, cùng có những thông tin mang tính chất quý kệt, Buộc tôi có phân hơi vội vã. Chúng ta đau trung hiểu mỗi cá nhân sử dụng mạng sôi cần xác định rõ trách nhiệm của mình trước mọi phát ngôn lương trước các hậu quả pháp lý có thể phải gánh chịu để điều chỉnh hành vi phù hợp với các quy định của pháp luật nếu bà hằng có những bằng chứng củng cố cho cáo buộc của mình thì điều đó có ích cho xã hội vì giúp làm sáng tỏ rõ những góc khuất sai trái của một số người lợi dụng uy tín nghề nghiệp để thực hiện hành vi xâm hại lý của xã hội cộng đồng nhưng nếu không có các chứng cứ, thì việc tuyên bố công khai hoặc ám chỉ những thông tin này sẽ chấm hại đến quyền lấy hợp pháp của các cá nhân tổ chức liên quan. Và điều này đã dẫn đến việc bà Hằng phải gánh chịu những rủi ro pháp lý. Cụ thể là mới đây, bà Hằng đã phải chịu xử phạt hành vi vi phạm hành chính với một vài phạt ngôn quan trọng đến một cơ quan nhà nước. Cá nhân tôi thấy, việc minh bạch thông tin là cần thiết nhưng phải tính đến liều lượng và đồ rủi ro. Với những vấn đề chưa rõ hoặc không có những chứng cứ cụ thể thì không nên đăng tải lên mạng rồi vì sự tự do trong phản ngôn của mình có thể làm ảnh hưởng đến quyền tự do của người khác. Ngoài ra, nếu có những chứng cứ xác đáng nên cung cấp cho cơ quan chức năng, trừ chứ khi chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Thì việc công khai hỏa trên màng có thể mang đến cho chủ phạt ngôn nhưng bất lời nhất định. chúng tả Đào chúng hiểu cũng đề cập đến cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng Và chúng tả Đào trúng hiểu cùng đề cập rất là rõ ràng. Về những cái vấn đề như là à, nếu như mà bà Nguyễn Phương Hằng mà tổ cáo một cái thân ý nào đó đã làm những việc giả dội lừa gạt. Thì nên sử dụng nếu như cái người đó không chữa được bệnh. Ví dụ các cái việc mà bà Nguyễn Phương Hằng nói đến các nghệ sĩ nếu như những cái gì ba nói có cái cơ sở có chứng cứ thì cơ quan chức năng người ta cũng phải làm việc đó là cái lời của chúng ta đào trung hiểu thì quá cái bài viết cái bài chia sẻ của chúng ta đào trung hiểu cho tất cả chúng ta thấy rằng cái vấn đề cần phải minh bạch trong cái việc xử lý tội phạm nếu như cái người đó đưa ra được các cái bằng chứng mà cho cơ quan chức năng người ta xử lý cái vụ việc nếu như những cái phát ngôn đó không có cái sự vũ khổng thì cần được pháp luật xử lý nghiêm minh ví dụ nếu như mà những cái phát ngôn à, của bà Nguyễn Phương Hằng nói về các cái nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện nếu như có cái bằng chứng thì theo như lời của chúng ta thì cần phải xử lý đúng người đúng tội và qua cái bài chia sẻ của chúng ta đã trung hiểu thì chúng ta cũng có thể thấy rằng một cái cách chia sẻ rất là công tâm. Có công thì được thưởng mà có tội thì phải chịu. Và đồng thời nữa, riêng những cái việc của bà Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta đã trung hiểu cùng cho rằng nếu như mà sử dụng một cái cánh truyền thống như bà Nguyễn Phương Hằng Phạt ngôn trên cái mạng xã hội nếu như mà có những cái bằng chứng thì đấy là một cái cánh truyền thông giúp cho xã hội trong sạch hơn đó là những cái điều tốt đẹp mà đảng cá người à, nhưng mà do là bà Nguyễn Phương Hằng đã không có dừng lại ở cái chỗ phạt ngôn cùng như những cái phạt ngôn nó quá giới hạn cho nên mới gây ra cái hậu quả như thế này thì đấy là những cái điều cũng rất là đáng tiếc cho bà Nguyễn Phương Hằng quý vị cũng có thể thấy rằng cái việc bà Nguyễn Phương Hằng năm nay đã trên 50 tuổi cùng vì một cái sự nóng nổi mà đã dần thân và đã đi quá xa chỉ cần xảy một bước chân là cuộc đời mình sẽ ra đi vì vậy thì quý vị cũng có thể thấy rằng cái việc bà Nguyễn Phương Hằng được túng hô được cá người như vậy đó đó cũng là một cái yếu tố làm cho bà Nguyễn Phương Hằng không có kiềm chế được cái cảm xúc cũng như không có dừng lại cái việc mình đã lên tiếng có thể là các cái cánh truyền thông người ta bảo vệ bà Nguyễn Phương Hằng người ta ủng hộ rồi thì cộng đồng mạng người ta lên tiếng nhưng mà bà Nguyễn Phương Hằng không có kiểm soát được cái cảm xúc, không có kiểm soát được cái bản thân và không có kiểm soát được cái lời khén chế của cộng đồng mạng hay ví dụ như là bà Phương Hằng đang được người ta cá ngợi, bà cảm thấy rất là tự hào mà bà không có biết được mình là ai thì rõ ràng vì những cái sự phấn khích đó mà xảy chân là một cái chuyện rất là bình thường. Vì ở cái tuổi đó thì thật sự ba cùng không thiếu bất kỳ một cái thứ gì cuộc sống cùng rất là đầy đủ và ba có thể sống một cái cuộc sống rất là thoải mái đúng không ạ mà rõ ràng là khi mà dính vào pháp luật thì khi mà cơ quan chức năng người ta khởi tố ba Nguyễn Phương Hằng thì ba đã mất đi tất cả Còn cái riêng những cái vấn vấn đề phạt ngôn trên cái mạng xã hội của ba Nguyễn Phương Hằng thì những cái phạt ngôn mà xúc phạm chửi bởi người khác thì cơ quan chức năng người ta sơ gãy là đổ một cái điều đứa rất là đương nhiên. còn ở trong cái vụ việc này á thì rõ ràng chúng ta đau trung hiểu cùng nhận mạnh là pháp luật cần công tâm và đưa ra những cái phản quyết đúng. thì clip hôm nay hoàng Duẩn cùng chia sẻ đến đây hoàng Duẩn sẽ tiếp tục cập nhật những cái thông tin tiếp theo để gửi đến tất cả quý khán giả gần xa. À, xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những bản tin tiếp theo.